Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai vừa ra được một bộ bàn ghế tên gọi là bộ tứ trụ của năm 2022. Hướng Mai xin được giới thiệu với quý khách. Xin mời quý khách hãy theo chân Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai để xem cái bộ bàn ghế này. Đây là một bộ bàn ghế tứ trụ rất là đẹp. Bộ này được làm 10 món, 4 ghế, 1 đoản, 1 bàn và 4 đôn. Bộ này thì được thiết kế đục sơn thủy hữu tình, nói về đất nước, con người, phong cảnh thiên nhiên. Và khi mà đặt để ở trong ngôi nhà thì nó rất là sang trọng và quý giá. Các cái bộ bàn ghế này thì công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai đã được rất là nhiều khách hàng họ lựa chọn để kê vào trong các cái phòng VIP của mình, được gọi là một trong những cái bộ bàn ghế VIP nhất của năm 2022. Các cái năm trước thì khi nào mà công ty làm xong một cái thường thường là có khách mua ngay, nên là năm nay thì đã rất lâu rồi, bây giờ mới có được bộ bàn ghế tứ trụ này. Hướng Mai tranh thủ giới thiệu với quý khách. Các cái bộ này đặt để ở trong ngôi nhà thì nó mang được cái phong cách, nó vừa thiền, nó vừa tĩnh lặng, nó vừa sang nhưng nó lại rất là tinh tế. Lau chùi thì dễ dàng, mà kê ở nhà thì vô cùng là sang trọng, vô cùng đẹp, rất là chất lượng. Kể cả ghế cũng thế, từ cái dáng ngồi trở đi. Đây là một trong những cái bộ bàn ghế mà được rất là nhiều khách hàng ưa thích, cũng như là khi mà sử dụng nó thì cái độ sang, cái độ bền, cái độ kỹ càng cẩn thận của nó vô cùng là tuyệt vời. Từ các cái đường nét đục chạm đến tất cả những các cái hoa văn họa tiết của nó, cũng như là cái kiểu dáng của nó thì nó sẽ phù hợp vào các nhà biệt thự hay là những cái nhà mà ví dụ như là nhà ống hay là nhà vuông, nó đều hợp cả. Kiểu dáng như thế này thì nó đem được cả phong thủy vào, ví dụ như là các cái yếm của cái chân ấy thì nó, hoặc là cái yếm của các cái chân đôn, chân ghế, chân bàn, nó đều có như là kim ngọc mãn đường bằng bạc đầy nhà, hoặc là những cái khánh xuống thì nó nói về cái sự may mắn rồi thịnh vượng, như kiểu xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc. Nó là một trong những cái bộ mà nó rất là quý, nhưng mà nó lại tĩnh lặng, nó nói về cái sự có chiều sâu và có cái thiền tập ở trong đấy, nên là khi mà đặt để trong ngôi nhà thì bất cứ ai vào cũng cảm thấy rất là quý, rất là đẹp, rất là sang trọng. Rất là mong là ai đó trông thấy bộ bàn ghế này mà yêu thích các kiểu như là tứ trụ này, những cái kiểu moon đơn giản, hoặc là những kiểu VIP đặt để trong ngôi nhà mình, thì có thể liên hệ tới số là 0972 514 668, hoặc là đến tận nơi để tham quan, tư vấn. Nếu mà ưng ý, cảm thấy phù hợp thì có thể mua về các cái nhà của mình để đặt để. Hôm nay là một ngày mới, cũng như là một tháng mới của tháng 8 năm 2022. Hướng Mai xin được giới thiệu bộ bàn ghế tứ trụ với rất là nhiều những cái đường nét đặc sắc, cũng như là các chất quý giá của nó. Và thay mặt công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, Hướng Mai xin được kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn có tràn đầy năng lượng, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Bất cứ khi nào mà muốn mua sắm các cái sản phẩm đồ gỗ từ cao cấp đến vừa phải thì quý khách hãy đến công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, địa chỉ số 1 Đồng Kỵ và ở chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu thì cũng hãy liên hệ với các số như vậy. Xin được trân trọng cảm ơn, kính chúc quý khách tràn đầy năng lượng, thành công. Xin chào.